các cầu thủ số 2 Đỗ Thị Nguyên. Như vậy là trận đấu đã bắt đầu. Đường truyền không tốt vừa rồi là của Hà Thị Nhài. Lê Thu Thanh Hương. Cú sút rất quyết đoán của Lê Thu Thanh Hương. Tuy nhiên cũng cần phải có lời ngợi khen cho thủ môn Khổng Thị Hằng ở tình huống vừa rồi. Đội trưởng của câu lạc bộ Than Khoáng Sản Việt Nam, Dương Thị Vân. Chúng ta cùng xem lại cú dứt điểm rất quyết đoán. Một tình huống chạy bóng khá nguy hiểm của các cầu thủ Than Khoáng Sản Việt Nam. Thôi, không vào. Rất đáng tiếc cho Hà Thị Nhài. Một tình huống dứt điểm cận thành của Hà Thị Nhài tình huống vừa rồi. Thêm một cơ hội cho các cầu thủ Phong Phú Hà Nam. Sút xa. Bóng đi khá thiếu chính xác. Không vào. Người dứt điểm vừa rồi là Nguyễn Thị Trúc Hương. Bóng đi cách khung thành chỉ trong gang tấc thôi. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Cú sút phạt rất tốt vừa rồi là của Trúc Hương. Bóng đã đi qua trung tâm hàng tiền vệ của đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ Nguyễn Thị Vạn của các cầu thủ Than Khoáng Sản Việt Nam. Không được. Vừa rồi thì Hà Thị Nhài đã có một tình huống chèo bóng rất nguy hiểm. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Cú chơi bóng tưởng như đã đi ra hết đường biên ngang. Tuy nhiên, đồng đội của Hà Thị Nhài đã rất nỗ lực tung ra cú dứt điểm về phía khung thành của thủ môn Lại Thị Tuyết. Cơ hội cho các cầu thủ Than Khoáng Sản Việt Nam. Không được. Người vừa tung ra cú đánh đầu trong tình huống vừa rồi có lẽ là Nguyễn Thị Thúy Hằng. Không phải Thúy Hằng mà là Dương Thị Vân. Như vậy là trọng tài Bùi Thị Thu Trang đã nổi còi khép lại trận đấu giữa câu lạc bộ Than Khoáng Sản Việt Nam và câu lạc bộ Phong Phú Hà Nam. Với tỷ số này thì cục diện trên bảng xếp hạng vẫn được giữ nguyên khi mà các cầu thủ Phong Phú Hà Nam vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng với 7 điểm, còn các cầu thủ Than Khoáng Sản Việt Nam có được 7 điểm nhưng kém hơn về hiệu số phụ, sẽ xếp ở vị trí thứ 2